Các bài đọc lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 16 thường niên. Năm 1, năm lẻ. Trích sách xuất hành. Bài đọc 1, trích sách xuất hành chương 16. Câu 1 tới câu 5, câu 9 tới câu 15. Con cái Israel rời bỏ Elim và đến hoang địa gọi là Sin, nằm giữa Elim và Sinai. Sinai nhằm ngày 15 tháng 2. Kể từ khi rời bỏ đất Ai Cập, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môi-se và A-rôn. Họ nói với hai ông rằng: "Thà chúng tôi chết trong đất Ai Cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn bánh no nê, tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này để cả lũ phải chết đói như vậy?" Chúa liền phán cùng Môi-se rằng: "Đây ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa. Dân chúng phải đi lượm bánh đủ ăn mỗi ngày, để ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của ta hay không. Nhưng mỗi ngày thứ sáu phải lấy gấp đôi phần mình quen lượm hàng ngày." Môi-se nói cùng A-rôn rằng: "Hãy ra lệnh cho toàn thể cộng đoàn con cái Israel biết, phải đến trước mặt Chúa, vì người đã nghe lời các ngươi kêu trách rồi." Đang khi A-rôn nói cùng toàn thể cộng đoàn con cái Israel, họ nhìn về phía sa mạc, thì đây vinh quang của Chúa hiện ra trong đám mây. Và Chúa phán cùng Môi-se rằng: "Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel. Ngươi hãy nói với họ rằng: chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt và sáng mai sẽ ăn bánh no nê. Như thế các ngươi sẽ nhận biết rằng ta là Thiên Chúa các ngươi." Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy có vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột xương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: "Manhu có nghĩa là cái gì vậy?" Vì họ không biết là thứ gì. Môi-se liền nói với họ: "Đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn." "Đó là lời Chúa." "Tạ ơn Chúa." Đáp ca Thánh Vịnh 77. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. Họ đã thử thách Thiên Chúa trong lòng bằng cách đòi lương thực theo sở thích. Họ buông lời nói nghịch cùng Thiên Chúa rằng: "Thiên Chúa dọn được bàn ăn trong hoang địa này chăng?" Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời, nhưng người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và người đã mở rộng các cửa trời. Người đã làm mưa manna xuống để họ ăn, và người ban cho họ được bánh bởi trời. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh. Người đã ban cho họ lương thực ăn tới no nê. Người đã khiến gió đông từ trời nổi dậy, và trổ quyền năng dẫn luồng gió nam thổi tới. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. Người làm cho thịt mưa xuống trên họ như thế bụi tro, và những loài cầm điếu rơi xuống tựa hồ cát biển.
chúng đã rơi rớt vào trong dinh trại, chung quanh mọi nơi cư xa của họ. Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Gioan chương 14 câu 23. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Phúc âm Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Matthew chương 13 câu 1 tới câu 9. Ngày ấy Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo, đến mỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ, và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt được 60, hạt 30. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.